Ngày 26 tháng 8, ít nhất 9 người đã thiệt mạng do hành khách lén pha trà dẫn đến cháy toa tàu. Vụ cháy xảy ra trên một toa tàu đậu riêng tại ga đường sắt ở thành phố Madurai thuộc bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Video cho thấy ngọn lửa lớn bùng lên bên trong toa tàu. Truyền thông địa phương đưa tin các hành khách lén mang một bình ga lên toa tàu và nó phát nổ khi họ sử dụng để pha trà, gây ra vụ hỏa hoạn. Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau khoảng 2 tiếng. Ngoài toa tàu trên, vụ cháy không gây ra thiệt hại cho các đoàn tàu khác. Giới chức địa phương cho biết 9 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ. 9 người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện chưa thi thể nào được xác định danh tính. Toa tàu nói trên do một đơn vị lữ hành đặt riêng. Tại Ấn Độ, những người có nhu cầu có thể thuê riêng cả toa tàu thông qua cổng đăng ký của Tập đoàn Du lịch và Dịch vụ Đường sắt Ấn Độ. Tuy nhiên, hành khách bị cấm mang vật liệu nguy cơ cháy nổ cao như bình ga. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra thêm.